Em Thảo Hoa Lan, mến chào tất cả các anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay, buổi tối ngày 7 tháng 6 năm 2019, em Thảo xin kính chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc, bình an ạ. Em là Thảo, em ở trên thành phố Lạng Sơn. Anh chị em kết nối với em Thảo theo hai số điện thoại 0848 626 228 0965 495 087. Ngày hôm nay gia đình em hàng rừng thì gần như là hết và chỉ còn có phân thuốc này, những cái hàng cây giống này và một số mặt hàng khác nữa. Và ngày mai khi mà hàng về thêm thì em sẽ quay và giới thiệu đến cả nhà nhé. Còn bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến cả nhà về từng mặt hàng chi tiết cho cả nhà. Anh chị em nào mà yêu thích dòng hoa nào thì có thể sưu tầm ạ. Đầu tiên đây ạ, đây em xin giới thiệu đến cả nhà, đó chính là cái dòng hoa thạch hộc tía. Thạch hộc tía là một trong những cái dòng hoa vừa làm thuốc đúng không ạ, vừa làm thuốc này còn vừa để làm thức ăn này, còn làm loại hoa lan rất là đẹp và rất là xinh nữa này. Đó. Và cái dòng hoa này về bên Trung Quốc đấy ạ, nước láng giềng của chúng ta là một cái dòng hoa phong thủy được rất nhiều anh chị em ở bên đấy ưa chuộng. Đó, họ có thể hái những cái hoa này về họ phơi khô rồi họ làm trà này, hoặc là những cái thân như này này, những cái thân cây như này thì họ có thể lấy về để pha làm nước sinh tố, hoặc là để phơi khô lên và chúng ta để làm thuốc. Để cụ thể hơn thì chúng ta có thể hỏi các thầy thuốc lang y hoặc là ở trên Google đấy ạ. Đó, thạch hộc tía em bán với giá là 270.000 một cân ạ. Đó, 270.000 một cân nhá. Hàng số lượng em còn có khoảng tầm chục cân thôi là em hết hàng rồi. Và lô ngày hôm nay nữa là em sẽ hết hàng đấy ạ. Là hết cuối mùa rồi, không có hàng để bán nữa. Đó. Và tiếp theo bên này đây ạ, đây chính là một ít kiếm này, là cái dề kiếm. Đây là kiếm lô hội hàng thân ngắn nhá cả nhà nhá. Kiếm lô hội hàng thân ngắn. Đó, cả nhà có nhìn thấy này. Đó, và cái cây này thì cực kỳ là khỏe, rất là khỏe và đẻ rất là nhanh. Đó, người ta ví là khi mà mình nuôi kiếm ở trong nhà đấy ạ, giống như là chúng ta đang nuôi một con lợn nái đúng không ạ. Nó sẽ sinh sôi nảy nở rất là nhanh. Và về cái phần này này, đó chắc chắn là hơn 1 cân rồi. Đó, hơn 1 cân rồi, em bán 100.000 chỗ này, kiếm này. Và đây là hạc vĩ này, hạc vĩ em bán là 150 một bó, là 300.000 một cân. Đây là hạc vĩ Bắc, là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều anh chị em yêu thích, bởi vì cái dòng hoa này vừa khỏe, hoa lại vừa sai được không ạ? Hoa vừa khỏe, cây vừa khỏe, hoa vừa sai và rất là dễ trồng, và được rất rất nhiều nhà vườn yêu thích bởi vì cái dòng hoa này nó thòng xuống đấy ạ. Lúc nó nở thì mê luôn, hoa của nó màu hồng phấn. Đó, đây là hạc vĩ Bắc này. Và bên trên này đây là thanh đạm rừng của gia đình em. Đó, cây rất là tươi đúng không ạ? Đây là hàng chuẩn Lạng Sơn em đấy ạ. Em bán với giá là 100.000 một cân thôi. Chưa bao giờ có giá mềm như vậy luôn đấy ạ. 100.000 một cân thanh đạm rừng này. Còn đây là phần hoàng lạp này. Đó, khá là nhiều đúng không ạ? Hoa hơn một cân thế này em bán 100.000. Phần hoàng lạp này chắc khoảng được 2 đến 3 giò đấy ạ. Đó, em bán thanh lý, đây là hàng thanh lý nhá. Đó. Bật mầm gốc cũng rất là khỏe nữa này. Đó. Đây là phần hàng lộn xộn của em, gồm có này, một ít hoàng thảo vôi, một ít ý thảo ba màu thân đen này. Đó, một ít ngọc thạch ba màu này, một ít ý ngọc nữa, nói chung nó lộn xộn với nhau hết rồi. Đó thì em bán với cái chỗ này này. Cái chỗ này chắc cũng khá là nhiều đấy, được khoảng 2 đến 3 giò đấy. Em bán là 130.000 thôi. Đó. Và đây này, đây là một ít hàng cây gì ta, tự nhiên quên tên. Đùi gà năm cánh trắng của gia đình em này, 1 thân 2 3 4 5 6 7. Cái chỗ này là gồm có rất là nhiều thân đấy ạ. Đó, đây. Rễ nó cũng đang bật này. Là nhìn thấy không ạ? Đó. Cái bụi này em bán giá cực kỳ là rẻ luôn, 250 chỗ này. Đùi gà năm cánh trắng. Đó, em sẽ để ra đây không lát nữa lại bị nhầm đấy ạ. Đó. Và tiếp còn có một ít đây nữa này. Đó, cái phần này nữa này. Cái phần này thì nó hơi ấy, nhưng mà hầu như là rảnh này. Có hai cái này là cũng có hai thân tơ này. Cái này có một thân tơ, cái này nữa. Đó, cái chỗ này em bán 130.000 đi. Đó. Và đây là quế tím này. Đó. Đây là quế tím em bán thanh lý. Cái dòng dáng hương thì cả nhà biết rồi đúng không ạ?
không thể là tránh được cái tình trạng mất nước khi mà chúng ta lấy các em mới về đến nhà xong rồi em lại gửi cho cả nhà nữa này. Cái tình trạng mất nước là không thể thiếu được. Và có cây thì nó không có ngọn nhưng mà cái dòng giáng hương này rất là khỏe, nó có thể là bật được đấy ạ. Và tình trạng cây không có ngọn thì không có nhiều đâu. Đó. Hàng để làm giống thôi. Lô này hôm nay này em bán chỉ có là 120.000 thôi. Cả lô này nhá, nhiều không ạ? Trồng vào được mấy chậu ấy. Quế tím nhá, hoa xinh lắm. Anh chị em mà chưa biết thì có thể là sưu tầm. Đó. Đây, đây là chầm hàng chầm Lào này. Đây cả nhà có thể nhìn thấy hàng em thanh lý nhá. Đó, chầm Lào cây rất là khỏe, vì cần anh chị em lấy về ngâm nước đấy ạ, nó sẽ mập lại và nó phục hồi rất là nhanh, riêng đối với cái dòng chầm Lào này đấy ạ. Đó, cây khỏe. Cây rất là khỏe. Đó, cái chỗ này thì chắc có khoảng tầm 8 lạng. Em bán cái chỗ này chỉ có là 800.000 thôi nhá, cả lô này luôn. Đó. Cả lô này khoảng tầm 8 lạng. Bình thường em bán khoảng tầm 1 triệu tư đến 1 triệu rưỡi một cân đúng không ạ? Đó. Hôm nay thanh lý chỉ có 1 triệu một cân thôi. Trồn này, đó, cũng là cái dòng giáng hương ưa ẩm nên nhanh bị mất nước không ạ? Lô trồn này em bán giá là 120.000 lô trồn này. Đó, 100.000 cái một ít phi đẹp vàng này. Đó. 8 lạng một dề luôn. Dề này dài lắm. Anh chị em nào mà yêu thích thì có thể sưu tầm. Đó, phi đẹp vàng nhá. Đó. Và tiếp theo là những cái cây giống này. Và tiếp theo đây, đây là một cái dòng hoa được rất nhiều anh chị em yêu thích đúng không ạ? Đây này cả nhà nhìn thấy không này? Cây rất là xinh. Đấy. Cây rất là xinh và mặt bông của nó này. Đây em gọi là phi điệp hồng cánh sen nhá. Nó hơi giống với hồng ngọc đúng không ạ? Hơi giống với phi điệp hồng ngọc cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đây này, chúng ta cái dòng này về chúng ta chơi thân thì em thấy xinh lắm. Đây, lá của nó này, lá mít nữa này. Mít rất xinh luôn ấy. Đây này, bật mầm gốc này. Đó, xinh không? Thân thì xanh lét là lẹt luôn. Một chậu nó như thế này này. Đó. Em bán chỉ có 200.000 một chậu thôi nhá cả nhà nhá. Cái dòng hoa này ấy, em thấy nó xinh lắm đây này. Đó. Phi điệp hồng cánh sen nhá. Đây. Tiếp theo đây này chính là một cây. Và tiếp theo đây ạ, đây chính là những cái cây trầm rừng của gia đình em này. Trầm rừng hàng mỗi chậu như thế này gia đình em bán là 250.000 gồm có hai thân tơ. Cây rất là khỏe và đây đặc biệt là đây là hàng rừng thuần nhá. Cây rất là khỏe và mật bông cũng rất là xinh nữa. Tùy vào độ đậm nhạt, có bông nó đậm, có bông nó nhạt này. Để em cho cả nhà xem mật bông. Đẹp không ạ? Đó. Em bán là 250.000 một chậu này ạ. Đó, 250.000 một chậu. Đó, em cũng không có nhiều để em bán đâu. Em chỉ có một vài chậu thôi ạ. Đó. Và tiếp theo đây ạ, đây là phi điệp châu Như đúng không ạ? Này. Phi điệp châu Như hàng F1 à, đây là hàng F2 chứ. Châu Như F2 nhá. Hàng đã thuần tại vườn và cả nhà đang nhìn thấy này. Bật mầm gốc rất khỏe và thân của này đẹp cực kỳ xinh luôn đây này. Rồi, xinh quá là xinh luôn, thân tím lịm luôn. Uầy. Cây trưởng thành nhá. Xinh quá. Trời ơi. Em bán với giá là 250.000 một chậu. Đó, châu Như nhá. Mặt bông cả nhà nhìn thấy không ạ? Mặt bông em sẽ cho cả nhà xem mặt bông của châu Như rất là xinh. Nếu mà anh chị em mà chưa có thì chúng ta có thể sưu tầm cho mình bởi vì cái dòng hoa này cực kỳ là đẹp. Đó, cho cả nhà xem luôn này. Đây là mặt bông của châu Như này. Đây ạ. Đó. Anh chị em nào mà chưa biết mặt bông thì có thể lên trên Google của em mà lên trên Zalo của em Thảo đấy ạ. Dây Zalo của em Thảo có rất nhiều những cái mặt hoa, những cái mặt bông hàng ngày em có up lên đây ạ. Và bên này đây ạ, đây chính là Di Linh Xuân của gia đình em. Di Linh Xuân này. Đó, Di Linh Xuân thì mặt bông cực kỳ là xinh rồi đúng không ạ? Anh chị em mà chưa biết mặt bông thì em có thể cho cả nhà xem luôn. Hoặc là chúng ta có thể lên Google để chúng ta search đúng không ạ? Mặt bông thì cực kỳ là đẹp rồi. Em sẽ cho. Đây là mặt bông của Di Linh Xuân đây ạ. Đây là hàng gieo hạt. Tỷ lệ giống mẹ từ 70 đến 80%. Đó. Và bên trong này đây chính là châu Như. Hàng cây con em bán 75.000 một cây này. Đấy. Châu Như là châu CH. Nhưng mà chắc là các bạn đã ghi là châu là con châu cấy cày rồi. Đó. Một chậu gồm có một thân, nó dài như thế này này, dài khoảng 2 đến 3 cm thôi đó.
Và cây giả hạc Easo này còn có mấy chậu ở bên này nữa này. Ở bên này còn có mấy chậu nữa, em bán thanh lý đi thì có 50.000 một chậu thôi này. Đó. Đây là một cái dòng hoa em có thể đảm bảo với cả nhà là từ trước Tết đến giờ đấy ạ. Em được đúng một cái lô nù tam bố này, đẹp nó như thế này này, đẹp một cách mê ly như này luôn. Từ Tết đến giờ là được của mỗi lô này là xinh nhất nhà luôn. Nè, cây xinh không? Cực kỳ là đẹp. Ôi giời ơi, cây này lần này mà mọi người không lấy là hơi bị phí luôn. Mà giá thì em vẫn bán giá mềm như vậy thôi, chỉ có 100.000 một cốc thôi. Đó, nù tam bố. Cây xinh quá là xinh luôn, cây khỏe. Khỏe quá là khỏe này. Đó. Mặt bông của nù tam bố. Và cả nhà biết không ạ, nù tam bố là một cái dòng hoa phi điệp rất là có giá trị ở trên thị trường đúng không ạ? Đó, nếu mà anh chị em mà chưa biết mặt bông thì em sẽ cho cả nhà xem mặt bông này, hoặc là anh chị em có thể lên Google để chúng ta search. Đó, nù tam bố này. Xinh không ạ? Cái bông ở trên này nó chưa nở bung nên là chưa nhìn thấy vẻ đẹp của nó, còn bông ở dưới này. Xinh quá là xinh luôn. Không còn có chỗ nào có tả luôn ấy, lô này rất đẹp luôn. Đây là ba cái cây hôm nào ấy em bảo là gửi cho một chị nhầm ở Bắc Giang đó. Đó. Đây là hạc ươm ki, đó chính là hạc vĩ. Hạc vĩ lai, đây là hạc vĩ ươm ki, hạc vĩ thiên cung lữ bố, hoa của nó màu đậm đấy. Hoa nó xinh lắm. Em lại không còn lưu ảnh nó đâu nhỉ. À đây này. Đây. Ảnh của nó đây này. Đó, này, xinh không? Cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ? Đó, em có 3 chậu thôi, em bán 200.000 một chậu thanh lý đấy, vì thường em bán 250 một chậu cơ. Đó. Và tiếp theo đây đó chính là một cái dòng hoa hoàng nhạn tháng 8. Đấy, hoàng nhạn tháng 8 này, xinh không ạ? Hoàng nhạn tháng 8 này thì là một cái dòng hoa có thể nói là hàng của Thái đúng không ạ? Hàng của Thái gọi là hàng đột biến luôn đấy ạ. Đó, người ta ươm ra người ta này. Xinh không? Và cái dòng hoa này thì được gọi là cái dòng hoàng cái dòng dáng hương thơm nhất, hoa nở được bền nhất đúng không ạ? Cây của nó này. Tình trạng cây của nó này. Đó. Em bán 200.000 một chậu. Đó. Em có bao nhiêu xem? Em còn có cái chậu này này, có hai thân này này. Đấy, em thử xem có mấy chậu có hai thân. Có mỗi một chậu có hai thân không? Đó. Đấy. Tiếp theo trong này đây ạ, đây chính là phi điệp và giả hạc Đắc Lây, hoàng hậu của vùng Tây Nguyên đúng không ạ? Có thể nói cái dòng hoa này nếu mà anh chị em mà chưa có thì rất là đáng để sưu tầm, bởi vì cái dòng hoa này là dòng hoa có tiếng ở trong vùng Tây Nguyên đúng không ạ? Đó, người ta gọi là hoàng hậu của Tây Nguyên. Em bán với giá là 75.000 một gốc ạ. Mặt bông thì rất là đẹp rồi. Anh chị em mà chưa biết mặt bông thì có thể lên Google để search, hoặc là lên Zalo của em Thảo để xem nhá. Đây là mặt bông của nó này. Đó. Mặt bông của nó em đang chỉ đấy đó. Bên cạnh là trầm này. Đó. 75.000 một cây ạ. Đó, hàng Đắc Lây nhờ cây tím tím như thế này này. Hàng đang lại trên đường về nên là anh chị em yên tâm là đặt hàng vẫn còn rất nhiều nhá. Đó. Phi điệp này, đây là dòng phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ. Cây size bé hơn so với đợt trước một chút. Em bán với giá là 85.000 một cây. Phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ đúng không ạ? Mặt bông thì cực kỳ là đẹp. Nếu mà anh chị em mà chưa biết mặt bông thì có thể là lên trên mạng để xem đúng không ạ? Đó. Đây, em bán với giá là 85.000 một cây ạ. Và bên trên này đây là mắt đỏ hòa bình. Mắt đỏ hòa bình, cái dòng hoa này thì nếu mà anh chị em cũng chưa biết mặt bông thì em sẽ cho cả nhà xem mặt bông của nó này. Cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đây. Mắt đỏ hòa bình này. Em bán với giá là 85.000 một cây. Còn đây là phi điệp là mít này. Phi điệp hòa bình là mít này. Trời ơi, xinh quá là xinh luôn. Nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Cái dòng hoa này thì đây còn khoảng tầm 20 chậu nữa là em hết luôn đấy. Không còn ở đâu mà bán đấy. Đó. Không còn ở đâu mà mua cơ. Đấy. Em bán là 80.000 một cây. Còn đây là phi điệp người ta gọi là cái dòng hoa năm cánh trắng hòa bình, hay gọi là hiển oanh kia đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hay gọi là HO đấy ạ. Đó. Đây là mặt bông của nó này.
Và đây là hàng gieo hạt tỷ lệ giống mẹ từ 70 đến 80%. Thân của nó này, nó rất là nù, rất là sọ, nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương thôi. Nhưng mà cái dòng hoa này rất là được nhiều anh chị em yêu thích. Đây, em bán với giá là 110.000 một cây. Ngày hôm nay chỉ bán 100.000 một cây thôi. Đó. Và bên trên này đây chính là dòng kiếm đỏ. Là chúng ta hãy nuôi một con lợn nái ở trong nhà đi ạ. Thì cái dòng hoa này rất là xinh, bởi vì cái hoa kiếm đỏ của Thái này cực kỳ là được nhiều anh chị em ưa chuộng đây này. Mặt bông rất là đẹp và tình trạng cây thì cây nó to hơn so với đợt trước rất nhiều luôn đấy. Nó to hơn đợt trước nhiều ấy. Em bán là giá vẫn như cũ là 85.000 một cây thôi. Còn bên này đây, giả hạc Pháp. Trời ơi, giả hạc Pháp này xinh quá là xinh luôn. Mỗi một chậu từ 2 cho đến 3 thân nhá. Em bán với giá là 250.000 một chậu giả hạc Pháp. Đó. Xinh không ạ? Cực kỳ là đẹp. Anh chị em nhớ chúng ta lấy ra ngoài thì lấy ra ngoài chậu khác ấy, nó xinh hơn, nó bật mầm gốc khỏe cực kỳ luôn. Đấy, cái dòng hoa này người ta gọi là hồng búp bê đúng không ạ? Hồng búp bê rất là xinh luôn này. Bật mầm gốc này khỏe không ạ? Cực kỳ là khỏe luôn. Và trên Lạng Sơn em ấy dạo này trời mưa rất là nhiều luôn, nên là em cũng không lấy ra ngoài nữa, bởi vì khi mà anh chị em mà đặt hàng mà em lấy ra ngoài mà nó ướt đấy, em gửi cho cả nhà nó là hơi khó. Đó, em cứ để trong nhà như thế này thôi. Đó, trầm này, trầm Parisi của gia đình em. Trầm Parisi này em bán thanh lý nhá. Trầm Parisi em bán thanh lý chỉ còn có 150 một cốc ạ. Anh chị em nào mà yêu thích cái dòng trầm Parisi này, hàng đây có mặt bông của nó này. Số lượng em có khoảng tầm 20 cốc nữa là em hết hàng rồi. Đó. Mặt bông cực kỳ đẹp luôn. Vũ nữ này, đây là mấy cây vũ nữ của gia đình em này. Em bán thanh lý nhá. Ngày hôm nay em bán thanh lý, số lượng em có khoảng tầm 20 chậu thôi ạ. Em thanh lý đi chỉ còn có 60.000 một chậu thôi. Đó, cây của nó này, hoa nó xinh không ạ? Rất đẹp. Đó, em thanh lý 50.000 một chậu, anh chị em nào yêu thích. Mấy vừa rồi em toàn quên quay nó chứ, bởi vì em để trong bếp, nhà em hơi bé. Em Thảo cảm ơn cả nhà mình đã xem video của em Thảo trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Em xin kính chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, bình an ạ. Ngày hôm nay khi mà hàng, ngày mai khi mà hàng về thì em sẽ lại quay và giới thiệu đến cả nhà về từng mặt hàng luôn. À, em quên đấy, em còn có cả phân thuốc nữa này, có cả phân to này dành cho dòng giáng hương ở trong này này. Đó, còn phân bé dành cho dòng hoàng thảo nữa này. Đấy, nói chung là em có phân tan chậm 140.000 một cây này, một cân này. Đó, phân tan chậm của Nhật nhá. Còn phân thuốc nữa em quên đi đó. Đây là B1 của Thái này, lọ 500ml luôn, cho các anh chị em thoải mái mà bổ sung chất dinh dưỡng cho cây luôn này. 140.000 một cái chai to như thế này này. Kích rễ của Mỹ là 50.000 này, kích rễ của Đài là 80.000 này. Đó, Super Thai kích thích tăng trưởng cho cây là 100.000 một chậu này, một lọ này. Bả sen này, 35.000 một bả sen cho anh chị em nào mà chúng ta trồng vào cây đúng không ạ? Trồng vào chậu ấy, đó. Đặc trị vi khuẩn chống thối nhũn, anh chị em nào mà đang ở tình trạng nó nặng hơn rồi chúng ta phải rắc trực tiếp, còn không chúng ta để ngừa bệnh mà nấm ở tình trạng nhẹ thì chúng ta sử dụng lá, chúng ta phun một gói như này, chúng ta phun khoảng tầm 16 đến 20 lít nước, hoặc là chúng ta phải phun bằng nano bạc này. Nano bạc này nó là ở mức độ nhẹ hơn. Em bán 50.000 một lọ nano bạc và 35.000 một lọ đặc trị vi khuẩn này. Artisoc, tại sao gọi là artisoc ạ? Bởi vì là mùa này thì mưa nắng rất thất thường đúng không ạ? Để cây không bị sốc thì chúng ta nên mua artisoc này về chúng ta nhỏ giọt, chúng ta tưới lên thì cây nó không bị sốc thời tiết này. Đó, đây là keo liền xèo, keo liền da cho cây này, Mỹ Tiến này. Đó, 45.000 này. Đó, chả biết còn gì nhiều nữa không ta. Còn có vỏ thông nữa, 40.000 một bao, một gói nữa. Đây là vỏ thông này. Đó, chúng ta mua về cho việc trồng thôi. Em bán là 40.000 một gói. Anh chị em nào mà đang xem video của em Thảo mà chưa đăng ký kênh của em Thảo thì hãy ấn đăng ký kênh, hoặc là ấn rồi sẽ có chuông thông báo hiện lên ấy, thì anh chị em ấn vào cái chuông thông báo nữa thì sẽ nhận được video của em Thảo hàng ngày. Và đợt vừa rồi thì do gia đình em có công việc, em phải đi Hà Nội với cứ đi về liên tục như vậy, nên là chất lượng của video nó cũng vội vàng đấy ạ. Thì em rất là mong, em vẫn cảm ơn cả nhà mình vẫn luôn luôn ủng hộ em ạ. Và hàng thì
vẫn cứ đi hết sạch sạch xanh luôn, và bây giờ thì em vẫn chưa, và bây giờ bắt đầu thời kỳ em ổn định một chút rồi thì bắt đầu ngày mai em sẽ nhập thêm nhiều hàng mới này, những cái hàng nó xinh tươi hơn, và em có thể là em nghe trực tiếp những cuộc gọi, và có vấn đề gì của khách hàng thì có thể liên hệ trực tiếp cho em Thảo theo hai số điện thoại là 0848 626 228, 0965 495 087 là hai số điện thoại của em Thảo ạ. Đó. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại gia đình mình ở video ngày mai nhé.